đánh bóng vệ sinh nội thất xe hơi cần được làm thường xuyên. Điều này không chỉ mang tới cho bạn và gia đình bạn không gian sạch sẽ, thoải mái, mà còn giúp giữ gìn sức khỏe của cả gia đình. Nội thất ô tô được coi là sự hiện diện của sự sang trọng và quý phái, bởi nội thất vốn thể hiện sự tiện nghi và đẳng cấp của một chiếc xe ô tô. Bởi vậy đánh bóng nội thất xe hơi là một trong những bước cần thiết trong quá trình chăm sóc và giữ gìn xe ô tô. Để có thể đánh bóng nội thất xe hơi hiệu quả và nhanh chóng, bạn có thể áp dụng theo những bước sau đây. Bước 1. Hút bụi. Đây là bước quan trọng đầu tiên để làm sạch nội thất xe hơi. Bạn có thể bắt đầu từ trên trần xuống, tiếp đến là bạn điều khiển, tabo và các ngóc khác. Bên cạnh đó, bạn dùng cọ quét vệ sinh sẽ kỹ hơn những khu vực nhỏ. Bước 2. Vệ sinh trần xe hơi. Sử dụng dung dịch vệ sinh đa năng vệ sinh trần nhị cẩn thận. Do trần ít bị dính bẩn cho nên cũng dễ dàng vệ sinh hơn. Bước 3. Vệ sinh bảng điều khiển, tabo. Đây là nơi khó vệ sinh nhất vì những chi tiết nhỏ bám bụi rất nhiều, cho nên cọ quét sẽ là dụng cụ đắc lực vệ sinh khu vực này. Bước 4. Vệ sinh đánh bóng ghế da xe hơi. Đối với ghế da hay nỉ thì việc vệ sinh khu vực này cẩn thận trọng hơn. Bạn cần kiểm tra xem ghế có những vết rách hay lụng nào không, vì nếu rách nước rất dễ thấm vào gây hôi, mục ghế. Nếu ghế vẫn lành lặn, bạn sẽ đánh bóng cho nó. Lắp trội đánh bóng vệ sinh vào máy đánh bóng, kết hợp với dung dịch vệ sinh nội thất. Bạn đánh bóng từng khu vực nhỏ để dễ dàng kiểm tra vệ sinh ghế. Bước tiếp theo mà bạn cần làm chính là đánh bóng ghế da. Đây chính là phần cần vệ sinh tỉ mỉ hơn, và nếu như không làm đúng cách và khéo léo thì sẽ làm chảy xước da và nước ngấm vào nội thất ghế, sẽ tạo thành mùi hôi khó chịu và ảnh hưởng tới độ bền của ghế. Từ đó mà ghế dễ bị hư hỏng hơn. Có một lưu ý là không nên cho trực tiếp sản phẩm lên ghế, bởi cách làm này sẽ khiến da có lỗ thoáng khí, mặc rất nhỏ nhưng cũng có thể thấm nước được. Sau khi đánh bóng ghế da xong, thì bạn chỉ cần dùng khăn sạch để lau là xong nội thất ghế. Ngoài ra, tại những khu vực cốt sau thường là nơi cần làm sạch, và khu vực này thường để bẩn nên bạn cần dọn sạch để tránh mất vệ sinh trong xe. Vệ sinh nội thất xe hơi hay đánh bóng nội thất xe hơi không mất quá nhiều thời gian, trong khi đó việc làm sạch nội thất vừa tạo cảm giác thoải mái khi đi xe, đồng thời khử mùi hôi khó chịu trên xe, chống say xe tốt. Bởi thế bạn nên vệ sinh xe thường xuyên nhất. Trong khi vệ sinh nội thất xe thì bạn nên lưu ý khu gầm ghế rất khó vệ sinh, nên bạn hãy lưu ý. Và nước vệ sinh lau chùi, đánh bóng nội thất xe hơi cũng nên sử dụng sản phẩm chuyên dụng để đảm bảo hiệu quả và an toàn. Cùng với việc chăm sóc nội thất thì việc làm sạch bên ngoài cho xe cũng là một điều mà người sử dụng xế hộp cần chú trọng. Nếu bạn không có nhiều thời gian để mang xe ra tiệm, có thể sở hữu cho mình một chiếc máy rửa xe gia đình, một thiết bị đang rất thông dụng và mang đến nhiều tiện ích hiện nay. Nếu bạn còn băn khoăn hay cần được tư vấn bất cứ thông tin gì, xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi. Cảm ơn bạn đã xem video.